Ngượng đỏ mặt hot girl siêu vòng một diện đồ xẻ sâu khoe dáng. Mới đây, những hình ảnh hot girl One Phần Ma Khun Thoát khoe dáng khi đi cà phê cùng bạn bè được lan truyền rộng rãi trên các trang mạng nổi tiếng ở Thái Lan. Nguồn ảnh, IG. Sau khi những hình ảnh này lan truyền, đa số mọi người đều không thể không ngỡ ngàng trước sự bốc lửa của hot girl này. Một số người thậm chí còn cho rằng họ cảm thấy ngộp thở trước sắc vóc của One Phần Ma Khun Thoát. Theo tìm hiểu, One Phần Ma Khun Thoát là một trong những hot girl siêu vòng một nổi tiếng của Thái Lan. Cô nàng luôn tự hào vì vẻ đẹp cơ thể của mình là vẻ đẹp tự nhiên, không can thiệp dao kéo. Tuy trước đây vấp phải sự nghi ngờ nhưng One Phần Ma Khun Thoát chỉ thừa nhận cô nàng có sửa mặt và môi, không hề động tới ba vòng cơ thể. Với vòng một siêu khủng, dù mặc loại quần áo nào cô nàng cũng vô cùng nổi bật, thu hút. Chỉ cần xuất hiện, hot girl One Phần Ma Khun Thoát sẽ là tâm điểm ánh nhìn. Thậm chí, ngay cả khi kín cổng cao tường, One Phần Ma Khun Thoát vẫn không giấu được sự gợi cảm của mình. Thực tế, cô nàng có gu thời trang vô cùng táo bạo, One Phần Ma Khun Thoát sẵn sàng diện những set đồ xuyên thấu, hai dây xẻ ngực sâu để khoe trọn dáng vóc của mình. Hiện tại, One Phần Ma Khun Thoát có gần 250.000 người hâm mộ, theo dõi trên trang IG cá nhân, mỗi động tĩnh đều được chú ý. Cảm ơn bạn đã xem video. Nếu thấy hay hãy nhấn nút subscribe và theo dõi để ủng hộ kênh nhé.